Alo anh em, hôm nay là ngày cuối tuần, ngày Chủ nhật. Các anh em của hội Kawasaki đang tập trung tại Kawasaki Matmoto Sài Gòn ở Bình Chánh. Và hôm nay là có một buổi offline và cũng là một buổi talk show để anh em cùng chia sẻ về kinh nghiệm sử dụng xe cũng như là cách chạy xe. Thì hôm nay mình chủ yếu là mình quay những con xe cho anh em ngắm thôi. Và phía trước anh em đây, Ninja ZX10R, Ninja 300, Z300, rất là nhiều dòng xe của Kawasaki đang có ở đây. Và chiếc Z900 màu đỏ đen này thì được dán tem trùm theo cá tính của chủ nhân, thì mình không biết nó là phong cách gì. Còn bên này là chiếc Z1000SX, đây là chiếc một dòng Sport Touring của Z1000. Và bên phía bên này thì có Ninja 300, Z300. Thì nó là của phiên bản đời cũ nha anh em. Hiện bây giờ thì Ninja 300 và Z300 nó không còn nữa. Và đây là chiếc Honda CB500F. Thì offline ở đây thì cũng không quan trọng về xe cho lắm. Anh em thích đi xe gì thì đi. Miễn sao anh em có cùng đam mê mô tô là được. Và hầu như thì các anh em hội mô tô ở đây thì là các hội ở tại thành phố Hồ Chí Minh, hội mô tô quận 9 và xe màu vàng ở đây thì là hội của anh em đi phượt. Và đây là quang cảnh ở bên trong. Đây là V Mini. Đây là idol của giới trẻ đây anh em. V Mini dạo gần đây cũng đang hot ở trên YouTube đó. Đấy là cũng là một gương mặt đại diện cho Kawasaki Matmoto ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay cũng có dịp được quay lén MV Mini này. Thì MV Mini này thì nếu mà anh em có coi kênh Xe Hay thì cũng có thấy MV cũng đóng chung với Hùng Lâm đó. Đấy, anh em thấy không? V Mini này rất là năng động nha và cũng nhiệt tình tư vấn xe. Anh em nào cần mua xe thì cũng có thể liên hệ nha. Còn đây là chiếc ZX10, con X xanh của nhà Kawasaki. Đây được coi như là chùm cuối hiện tại rồi, bởi vì cái dòng Ninja H2 nó không có nhập vào Việt Nam nữa. Chỉ có dòng ZX10 thì được phân phối chính hãng tại Việt Nam thôi, và nó là chùm cuối. Đấy. Và chiếc xe này thì của khách hàng, họ cũng đang để ở đây để trưng bày. Thì xe này cũng lên một số đồ chơi cơ bản thôi, cũng không có gì nhiều. Kính gù, chống đổ, rồi cây bô, biển số đúc gầm. Đấy, nó thì nó đơn giản như vậy thôi. Mình thì mình thích cái cây bô SC ở phía sau á. Nhìn cây bô nó rất là to ha, cái họng nó rất là to. Và ở đây thì cũng có rất là nhiều dòng xe mới. Đấy, anh em có thể thấy ha. Ninja 400, rồi VK175, Ninja 650. Ở đây rất là nhiều dòng xe. Thì anh em nào quan tâm tới xe mới thì cũng có thể liên hệ với số hotline để được nhân viên tư vấn nha anh em. Đấy, đây là cây bô SC Titan, rất là đẹp. Mình cũng rất là thích cái hãng SC. Và trên chiếc ZX10R này thì nó cũng trang bị rất là nhiều công nghệ nha. Đây là phuộc trợ lực điện Olin, phuộc trước Showa, có bình dầu. Đấy, nói chung là con này thì nó trang bị rất là nhiều đồ chơi. Tay phanh Rambo nè. Đấy, anh em có thể thấy Rambo luôn á. Hàng này là hàng theo xe, sản xuất ra là nó như vậy luôn, chứ nó không có độ đâu. Rồi phía trước mặt nạ thì có hốc hút gió. Này là che chân kính. Kính zin thì tháo ra rồi,